Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói phương Tây muốn biến xung đột Ukraine thành thế chiến 3. Ukraine, phương Tây chỉ trích Thủ tướng Hungary vì bất ngờ sang Nga cầu dù. Binh sĩ Nga biến mình chống tăng 10kg thành lựu đạn, làm nổ tung vị trí tiền tuyến của Ukraine. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 7, phát biểu với các phóng viên khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO ở Astana, Kazakhstan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết một số nước phương Tây đang quyết tâm biến cuộc xung đột ở Ukraine thành chiến tranh thế giới toàn diện. Ông Erdogan nói, thật không may có những quốc gia và thành phần ở phương Tây ủng hộ một cách tiếp cận mở đường cho thế chiến thứ ba. Gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra một số đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đối thoại. Tuy nhiên, những đề xuất này bị Ukraine và những người ủng hộ phương Tây bác bỏ vì cho rằng không thực tế và không chân thành. Ông Erdogan đổ lỗi cho giới doanh nghiệp sản xuất vũ khí đã thúc đẩy những chương trình nghị sự của riêng họ khi các cường quốc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Erdogan nói, rõ ràng các nhà buôn vũ khí cần tiền và thị trường cho các nhà buôn vũ khí này là phương Tây. Ngược lại, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga đang thúc đẩy đối thoại và giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine. Ông cho biết Ankara đang theo dõi nhịp độ liên quan đến cuộc xung đột và ông hy vọng Kiev, Moscow sẽ sớm ký kết một thỏa thuận hòa bình. Hôm 3 tháng 7, hai nhà lãnh đạo Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Astana bên lề hội nghị SCO. Mặc dù không phải là thành viên của tổ chức nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tham dự với tư cách là đối tác đối thoại. Đề cập đến một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine tại hội nghị SCO, ông Putin cho biết cánh cửa hòa bình vẫn đang mở. Theo ông Putin, Nga muốn giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Ukraine thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt tình trạng đối đầu. Tổng thống Putin khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc khi các điều kiện Nga nêu ra trước đây liên quan đến việc quân Kiev rút khỏi Donbass, cũng như các vùng Nga tuyên bố sáp nhập được đáp ứng. Ngoài ra còn có những điều kiện khác, nhưng ông Putin nhấn mạnh đây là những chủ đề cần được xem xét khá chi tiết trong quá trình hợp tác chung. Trước đó, ông Putin đề xuất ngừng bắn ngay lập tức với điều kiện Ukraine đồng ý một số điều khoản, bao gồm việc giúp lực lượng Ukraine như nói trên và đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng Kiev sẽ không tìm cách trở thành thành viên của NATO. Kiev đã từ chối kế hoạch này, dù ông Putin vẫn tuyên bố rằng lời đề nghị vẫn đang được đặt trên bàn. Điện Kremlin đã khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine dành thời gian để xem xét vấn đề. Ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đến Nga trong chuyến công du được ông mô tả là sứ mệnh hòa bình và đối thoại với Tổng thống Vladimir Putin. Khi đặt chân đến thủ đô của Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán viết trên mạng xã hội Twitter: "Sứ mệnh hòa bình vẫn tiếp diễn, điểm dừng tiếp theo là Moscow." Đây là cuộc gặp đầu tiên của một lãnh đạo EU với ông Putin tại Moscow kể từ tháng 4 năm 2022. Cũng là lần đầu Thủ tướng Orbán họp với Tổng thống Nga ở Moscow trong hơn 2 năm, dù hai người từng gặp nhau trong những sự kiện khác. Tổng thống Putin cho biết đã có cuộc đối thoại thẳng thắn và rất hiệu quả về tình hình chiến sự, cũng như thảo luận với Thủ tướng Orbán về các phương án giải quyết xung đột. Ông nhắc lại những điều kiện để đàm phán hòa bình, trong đó yêu cầu Kiev rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 tỉnh mà Moscow sắp nhập cuối năm 2022, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson. Ông Putin cho hay, Ukraine chưa sẵn sàng từ bỏ ý định duy trì cuộc chiến cho đến khi giành thắng lợi. Họ không muốn chấm dứt hành động quân sự, bởi điều đó đồng nghĩa với chấm dứt tình trạng thiết quân luật và phải tổ chức bầu cử. Cơ hội chiến thắng trong bầu cử của giới lãnh đạo Ukraine, những người đã đánh mất tính hợp pháp và uy tín là gần như con số 0. Tổng thống Nga khẳng định quá trình đàm phán cần dẫn đến chấm dứt hoàn toàn xung đột, thay vì chỉ là những lệnh ngừng bắn để Kiev tập hợp vũ khí và lực lượng. Thủ tướng Orbán nói rằng quan điểm giữa Nga và Ukraine còn quá khác biệt và cần nhiều bước để chấm dứt xung đột. Cả Ukraine và các chính trị gia cấp cao của phương Tây đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vì ông đã sang Nga công du. Theo RT, Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng vì chuyến thăm Nga bất ngờ của Thủ tướng Hungary, phàn nàn rằng phía Kiev không được thông báo trước về lịch trình này. Trước khi hạ cánh xuống Moscow vào sáng ngày 5 tháng 7 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Orbán đã tới Ukraine gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phàn nàn trên trang web chính thức rằng quyết định tới Moscow của ông Orbán là do phía Hungary đưa ra mà không có sự chấp thuận hoặc phối hợp với Ukraine. Ukraine nhấn mạnh rằng
họ phản đối bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến cuộc xung đột mà không có sự tham gia trực tiếp của nước này. Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo, chúng tôi nhắc nhở rằng nguyên tắc không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu không có Ukraine vẫn là bất khả xâm phạm đối với đất nước chúng tôi và kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này. Phía Ukraine nói thêm rằng công thức hòa bình của ông Zelensky là cách thực tế duy nhất để khôi phục nền hòa bình công bằng. Chuyến đi tới Moscow của ông Orbán cũng bị các nhà lãnh đạo phương Tây khác chỉ trích. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cáo buộc Thủ tướng Hungary gieo rắc sự khó hiểu và lạm dụng chức vụ Chủ tịch Luân phiên EU mà Budapest đảm nhận vào đầu tháng 7. Tổng thống Litva Gitanas Nausea cáo buộc ông Orbán gây ảnh hưởng tới chức vụ Chủ tịch Luân phiên của EU. Ông cho rằng nếu ông Orbán thực sự tìm kiếm hòa bình thì không bắt tay với Nga mà phải dồn hết nỗ lực để hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết chuyến thăm của ông Orbán làm suy yếu lợi ích của EU. Quan chức phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết việc ông Orbán thăm Moscow không đại diện cho EU dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng đã chỉ trích chuyến đi của ông Orbán, cho rằng Hungary không có quyền thay mặt cho EU trao đổi với Nga và nhấn mạnh rằng không có cuộc thảo luận nào về Ukraine có thể diễn ra mà không có Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông Orbán không đại diện cho Liên minh, mặc dù ông đã thông báo trước về chuyến đi tới Moscow. Tuy nhiên, ông Orbán khẳng định rằng ông không cần sự ủy quyền để tìm kiếm hòa bình và chỉ ra rằng Hungary có ảnh hưởng chính trị tương đối hạn chế và không chính thức tổ chức các cuộc đàm phán. Ông giải thích rằng ông hy vọng sẽ thuyết phục được Moscow và Kiev về sự cần thiết phải hợp tác cùng nhau để đạt được lệnh ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Thủ tướng Orbán là một trong các lãnh đạo EU có lập trường thân thiện nhất với Nga. Ông thường xuyên chỉ trích các kế hoạch hỗ trợ về quân sự, tài chính của châu Âu cho Ukraine và từng chặn gói viện trợ 50 tỷ euro, tương đương khoảng 53 tỷ đô la Mỹ của Brussels cho Kiev trong nhiều tuần. Thủ tướng Hungary cũng công khai phản đối EU tổ chức đàm phán về kết nạp Ukraine và các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga, dù chưa dùng quyền phủ quyết để chặn những động thái này. Lập trường trên của Hungary là một trong các lý do khiến quan hệ Kiev-Budapest đi xuống trong những năm qua. Sau khi tái đắc cử vào tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Orbán tuyên bố Tổng thống Zelensky là đối thủ đã bị ông đánh bại trong chiến dịch tranh cử, đáp trả việc lãnh đạo Ukraine chỉ trích Hungary không ủng hộ Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Một binh sĩ Nga biến quả mìn chống tăng nặng 10kg thành lựu đạn cầm tay để làm nổ tung một vị trí trên tiền tuyến của Ukraine. Cụ thể, theo hãng tin RT, đoạn video được quay bằng máy bay không người lái UAV tại một khu vực bị ném bom trên tiền tuyến ở Ukraine. Trong video được lan truyền trên mạng xã hội hôm 2 tháng 7, một người lính Nga chạy nhanh về phía tòa nhà 2 tầng có phần mái đã bị sập. Đây được cho là nơi binh sĩ Ukraine thiết lập vị trí bắn. Khi tiếp cận cửa sổ tòa nhà, binh sĩ Nga đã ném một vật hình trụ tròn trông khá nặng vào bên trong, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Một vụ nổ mạnh bên trong tòa nhà đã xuất hiện ngay sau đó, khiến nó đổ sập hoàn toàn. Loại vũ khí độc đáo này được cho là mìn chống tăng TM-62M tiêu chuẩn của Liên Xô cũ. Về cơ bản, nó là một khối thuốc nổ mạnh được gói trong vỏ kim loại và gắn ngòi nổ. Giống như ngòi nổ của quả mìn đã được sửa đổi để người lính Nga sử dụng như lựu đạn cầm tay. Nhiều báo cáo trước đây cũng từng nhắc tới việc các binh sĩ trên tiền tuyến gắn mìn chống tăng vào các UAV cảm tử nhằm tạo ra những vụ nổ có sức tàn phá khủng khiếp dưới gầm xe đối phương. Trong một diễn biến khác, mới đây Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội sử dụng xe tăng T-72B3 để tập kích một căn cứ phòng thủ của Ukraine gần thành phố Avdiivka, vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, xe tăng T-72B3 đã được triển khai để hỗ trợ một chiến dịch đột kích của lực lượng Nga trong khu vực. Khi tới gần cứ điểm của đối thủ, xe tăng đã khai hỏa để phá hủy các ụ súng máy và công sự phòng thủ. Trong đoạn video, có thể thấy rõ chiến xa của Nga di chuyển dọc theo một cung đường trống, sau đó sử dụng pháo nòng trôn 125mm để tập kích cứ điểm của Ukraine. T-72 là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga. Chiến xa này có chiều dài 9,53m, chiều rộng 3,46m, chiều cao 2,19m, trọng lượng cơ bản 41 tấn. Với động cơ diesel V841, công suất 780 mã lực, T-72 có thể đạt tốc độ tối đa 60km/h trên địa hình bằng phẳng. Về mặt hỏa lực, T-72 có một pháo nòng trơn 125mm, 2A46M, tốc độ nhả đạn tối đa 8 phát/1 phút. Bên cạnh đó là một súng 12,7mm NSV và một súng máy đồng trục 7,62mm trên tháp pháo. Phần giáp của T-72 được thay đổi theo từng phiên bản,
nhưng đều có khả năng bảo vệ trước các loại đạn chống tăng phổ thông. Một xe tăng T-72 phiên bản mới như D3 có giá từ 3 đến 4 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, lực lượng pháo binh Ukraine đã bắn nổ hai kho đạn của Nga ở tiền tuyến Donetsk, đồng thời khiến đối thủ tổn thất thêm một xe vận tải và một hệ thống súng phóng lựu. Cụ thể, theo Defense Express, trong ngày 4 tháng 7, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này bắn nổ hai kho đạn và một số khí tài của Nga ở vùng Donetsk. Đợt tập kích do lực lượng biên phòng Ukraine thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Đại diện lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, chúng tôi đã sử dụng lựu pháo M101 để bắn nổ hai kho đạn của đối thủ, đồng thời phá hủy một xe vận tải và một hệ thống súng phóng lựu AGS-17. Các đơn vị pháo binh Ukraine vẫn đang tập kích đối thủ hàng ngày trên tiền tuyến. Lựu pháo M101 105mm là loại pháo kéo do Mỹ sản xuất, ra đời từ Thế chiến II nhưng hiện vẫn rất phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với độ chính xác cao và hỏa lực tương đối mạnh mẽ, lựu pháo này thường được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tiến công của bộ binh. M101 có chiều dài 5,9m, nòng pháo dài 2,31m, trọng lượng 2,2 tấn. Lựu pháo này sử dụng đạn cỡ 105x372R, khoảng cách tấn công tối đa 11,2 km, gia tốc đầu nòng đạt 472m/s, tốc độ bắn từ 3 đến 10 lần trên 1 phút. M101 được trang bị thiết bị chống giật thủy lực, sử dụng bộ càng có thể xếp mở và cơ chế nạp đạn riêng biệt. Phần lớn, số pháo M101 mà Ukraine đang sử dụng là do Litva viện trợ. Quân đội Litva có khoảng 50 lựu pháo M101, vốn sẽ bị loại khỏi biên chế để thay bằng pháo tự hành Caesar của Pháp, nhưng cuối cùng được gửi cho Kiev.